Xe này là em ra biển được lâu chưa nhỉ? Xe này em mới đăng ký hồi đầu tháng. Hồi đầu tháng. Hôm nay ra biển hết là... Nó hơn 6 tỷ một chút xíu. 6 tỷ một chút. Thế tại sao tầm tiền như này mà lại không lấy GLS với cả... Thứ nhất là do cái nhu cầu sử dụng của em thì em chỉ có hai vợ chồng nên là chủ yếu đi một hoặc hai người thôi. Ừ. Chưa có con cái không nên không cần cái xe nó quá rộng. Ừ. Mình đi cái xe rộng thì nó hơi phí và nó... Tức là nó hơi lòng ngoài, ví dụ trong phố nó hơi vất vả lúc mình dừng. Tóm lại sau này có con thì lại mua thêm con nữa. Kiểu vậy, đúng rồi. mình xác định đi xe thì mình đi khoảng 3 năm gì đấy là mình đổi tiếp cái dòng xe khác, thì mình chỉ tính toán trong cái khoảng thời gian đấy cái nào phù hợp với mình thì mình đi thôi. Dòng này nếu để mà nói tại Việt Nam thì anh nói thật là kẹt khách phết. Đúng rồi. Phải là ông này thì cực kỳ yêu mẹc. Đúng không? Đúng rồi em. Bởi vì tầm này là em vẫn chọn được Cayenne mà. Tầm này thì có thể mua được Cayenne Coupe bản thường. Bản thường. Về thương hiệu thì Porsche thì nó ở Việt Nam nó vẫn có gì đấy nó cao hơn sang một chút. Rồi. Nhưng về cái option ấy, với cái khả năng mà vận hành êm ái ấy thì nó sẽ không bằng xe mẹc được. À. Nếu mà mình đi một xe Porsche Cayenne chẳng hạn, mình có thể đi trong phố cà phê các thứ thì ok thôi, nhưng mà nếu mà mình đi ra đường trường ấy mình hay đi thì mình sẽ thấy nó hơi cứng chẳng hạn. Và cái option an toàn nó không đủ nhiều, không đủ như xe mẹc có thể nâng cấp lên, thì mình đi nó an toàn hơn và nó êm ái hơn rất nhiều. Bởi vì anh biết em là kể cả em muốn thích lấy con Cayenne Turbo hoặc là cái đấy đều lấy được mà. Còn cách cúp nó rất là trẻ trung. Nó trẻ trung. Nó phù hợp với cái độ tuổi của mình. Chuyên ăn mì gói thì mới mua được dòng này. Anh nghĩ là theo phong cách của em, là theo cá tính của em kiểu gì em chẳng nâng cấp. Vâng, thực ra thì hai cái nó không khác biệt nhiều, cái này nó đang rất đẹp rồi. Nhưng mà mình muốn nó thay đổi một chút thì mình hôm sau mình sẽ thay cái cụm ống xả. Cái xe này rất đơn giản, chỉ thay cái cụm ống xả này là nó sẽ giống thôi. Nói về mẹc thì anh phải hỏi em rất là nhiều, bởi vì em chuyên nâng cấp. Hai là nâng cấp toàn tính năng gọi là xịn, tức là không chơi đồ hàng xóm, có đúng không? Đúng rồi, em thì rất thích là những cái option mà chính hãng nó có sẵn rồi. À. Nhưng mà về Việt Nam thì nó không được lắp thì mình có thể nâng cấp thêm, người ta gọi cái là retrofit. Đúng rồi, cái bộ mâm này thì ở bên nước ngoài khi mình mua xe mình được lựa chọn mua mâm. Thì bản 53 và bản 63 nó có thể chọn cái mâm này. Rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì lúc đấy mua thì em chưa được chọn, nên là về em phải thay sang cái bộ mâm này nhìn cho nó đẹp hơn một chút. Và cái size nó tăng lên một size. Em đi vẫn êm chứ? Đúng rồi, thực ra chênh nhau một inch thì nó không khác biệt nhiều. Ví dụ mình lên 2-3 inch thì mình sẽ đi cảm thấy nó khác biệt nhiều, nhưng mà 1 inch thì nó chưa khác biệt lắm. Rồi. Nó vẫn êm ái. Hôm trước là có một số bạn em ấy đã đang đi Cayenne Coupe rồi đi Vela sang đi xe của em, rồi sao thấy nó êm quá. Anh nhớ là đời ngày xưa, cái thời là 2006, 2007 thì đấy, là khi đấy là X6 ra chẳng qua là cũng lấy lại cái form của Acura ZDX, thì ngày xưa hay bị chê là ngồi chạm đầu. Anh thấy cái GLE mà bản SUV thì nhìn nó khác hoàn toàn con này. Đúng rồi, nó chỉ giống cái phần đầu, cái hai cụm đèn nó giống nhau. Còn mặt ca lăng nó khác nhau. Cái phần này nó thiết kế vuốt cái phần đuôi kiểu coupe mà nhìn nó khác hoàn toàn đấy. Nhìn nó khác, chứ GLE nhìn không quá ấn tượng đâu. Như xe G63 thì nó đều dùng cái dòng, tất cả các dòng xe 63 bây giờ nó đều dùng cái dòng dọc này. Đều dùng phong dọc ấy. Cái radar nó đặt đúng cái phần logo đây đấy chứ. Vâng. Đúng không? Radar sau cái logo đấy. Nhưng mà ví dụ như em nâng cấp lên tính năng 11 tính năng an toàn cao cấp của nó thì có phải thay cái phần này không? Mình phải thay cái logo, vì cái logo nguyên bản nó không phải là phẳng. À. Mà nó vẫn lồi cái ngôi sao lên. Rồi. Cái này là nó phẳng đét luôn, nó là 3D. Anh nhìn vào nó vẫn là ngôi sao nhưng nó lại phẳng. À đây. Nó là hiệu ứng 3D. Đúng rồi. Và ở đây nó có rất nhiều các đường chỉ, hình như nó cái... Nó là chức năng sấy logo. Ví dụ anh đi trời mưa hoặc là tuyết là khi mình nó sẽ tự động sấy để cho nó khô. Mấy ông bù pa với mấy ông sushi không có cái này. Mặc dù cũng là radar. Đúng rồi. Xe mẹc thì trước đây thì nó không có chức năng sấy logo đâu, nhưng mà những cái đời gần đây là nó thêm cái chức năng đấy. Tức là theo mình nghĩ vậy thì cái tính năng, cái khả năng chính xác của nó sẽ cao hơn rất là nhiều, cái độ chính xác của nó. Đúng rồi. Em cao. Đi trời mưa thì thấy nó hoạt động khá là chính xác. Cản dưới. Như vậy là nó có giống dòng 63 không em? Nó hơi khác một chút. Dòng 63 thì nó sẽ vuốt thêm một cái đường lên nữa. À. Thì nhìn nó hầm hố hơn một chút. Đội tay lông này thì gọi là quá giỏi luôn. Dòng này là chưa có chữ ký của... Đúng rồi.
quản đốc, kỹ sư trên máy. Nó chưa phải là one man one engine, one man chưa engine. Có chữ ký của người lắp ráp. Và máy này là máy i6 đúng không? Vâng, máy i6. Máy i6 3.0 này là khoảng 435 mã, 435 mã là bằng có bằng Cayenne không nhỉ? Nó cao hơn Cayenne thường mà phải bằng Cayenne Coupe. Cayenne Coupe là khoảng Cayenne Coupe S. Xin lỗi, Cayenne S. S. Cayenne S. Con này là có EquiBoost, là một con pin là bao điện áp là bao nhiêu vôn nhỉ? Cái này là 48V, nó dùng ắc quy 48V này. 48V và tăng lên được khoảng 21 mã nhỉ? Vâng ạ. Cái động cơ này thì nó có logo AMG nhưng mà nó là AMG Turning, nó sẽ có những cái thành phần của AMG. Ừ. Chứ nó không phải là one man one engine. One man engine. Không có chữ ký được. Con này là khi này bóng bóng hơi cả bốn bánh này, càng cái này kép. Nó là gọi là Dual-matic. Dual-matic là nghĩa là giảm sóc hơi kép gì đấy, nên là cái khả năng tăng giảm nó rất là nhanh. Thì mỗi hãng nó sẽ có một cái điểm mạnh khác nhau. Ừ. Nhưng mà em thấy xe mạc nó là điểm khá là mạnh ở cái mức mà dành cho rất nhiều người có thể sử dụng được. Bởi vì anh thấy là hiếm người như em. Đúng không? Tầm tiền này là có thể người ta sẽ lấy một con Porsche. Hoặc là X6 thì nhiều người biết hơn. Nhiều người biết hơn. Nhưng mà khi mà đọc về cái thông số kỹ thuật ấy, thì thực sự con này là nó vượt trội. Thứ nhất về hiệu năng, nó đã cao hơn những X6 hoặc cao hơn Cayenne Coupe là hơn 100 mã lực liền. Rồi về những cái trang thiết bị option bên trong xe nó có nhiều hơn. Và đặc biệt cái là nó không đụng hàng nhiều. Cái xe em thì nó có sẵn cái hệ thống nước hoa và ion âm rồi. Thì mình chỉ đặt cái lọ nước hoa vào đây là nó sẽ tự phun nước hoa ra. Cái màu đen nó khá là phù hợp với những cái dòng xe thể thao và sau này mình đi cái thời gian dài thì nó không bị xuống màu, nó không bị bẩn như màu khác. Thì mình nó sẽ bền màu hơn một chút và nhìn nó sẽ rất đều đặn. Như những cái bản khác, ví dụ mình chọn màu đỏ thì cái này là màu đỏ, cái này màu đen. Nhìn có khi nó lại hơi lạc. Cái vô lăng này nâng cấp thì có thử sử dụng được cái tính năng trên này không? Thực ra cái xe em thì cái tính năng này nó có sẵn rồi. Ờ. Nên là sử dụng rất bình thường. Khiển được ống xả on off cái vô lăng. Và giảm sóc. Và giảm sóc. Xong rồi điều khiển chuyển động. Rồi. Nâng hạ gầm. Tắt rồi ESP. Tắt bật. Nhưng mà cái dòng này anh chỉ tiếc là cái cửa gió điều hòa này làm gấu một tí thôi. Hoặc nó chìm bớt đi này. Cái này nó thiết kế cái là hoa văn sợi kim loại. Thì nhìn xa nó hơi giống carbon. Cũng khó đoán nhỉ, bây giờ đội Đức này nó làm tinh thật. ADAS rồi đấy chứ. Là hỗ trợ lái an toàn cao cấp. Vâng, cái này thì em phải nâng cấp thêm cái gói hỗ trợ lái Driving Assistance Package. Đây này. Cái này thì mình sẽ có một số cái tùy chọn. Như là giám sát làn đường chủ động, nghĩa là giữ làn đường chủ động thì mình sẽ bật tắt ở đấy. Còn phanh chủ động thì nó là Active Brake Assist thì nó sẽ có 3 mức. Thì nó giống như xe E ngày xưa thôi. Rồi hỗ trợ điểm mù chủ động. À. Đặc biệt là nó có thêm hai cái option nữa là hỗ trợ đổi làn đường chủ động. Hỗ trợ đổi làn đường chủ động. Rồi. Nghĩa là khi mình đi cái đường trường ấy, mình gạt xi nhan, nháy nhẹ một chút là nếu mà nó thấy an toàn thì nó tự chuyển sang cái làn bên cạnh. Còn cái điều chỉnh tốc độ theo hành trình, nghĩa là mình đang set cruise control 100 chẳng hạn. Nhưng mà đi đến giao lộ thì nó sẽ tự giảm tốc độ xuống. Thế thì nó phải có dữ liệu bản đồ à? Đúng rồi, cái này nó phụ thuộc vào dữ liệu bản đồ. Nên là một số cái xe nhập ngoài ấy thì nó không có bản đồ Việt Nam thì hai option này không dùng được. Nhưng mà cái này là em nâng cấp nhưng mà tại sao lại có tiếng Việt? Cái xe này là xe của em là xe nhập từ chính hãng nên là nó đã thiết kế cho thị trường của Việt Nam nên rồi. Nó có sẵn tiếng Việt, có sẵn bản đồ Việt Nam. Xe này nguyên bản của nó là loa boom 13 loa. Em thì đang muốn nâng cấp lên cái bản loa boom 2N 26 loa. 26 loa, đúng rồi. Em đặt hàng rất lâu nhưng mà chưa về. Đặc biệt thì cái xe này anh nhìn thấy cái da nội thất nó là da Nappa rồi. Cái này thì nó hơn hẳn cái xe GLE SUV và cái xe GLS ở Việt Nam. Và ghế nó có sẵn làm mát và xây ghế. Đó là có massage không? Cái xe này thì nó chưa có massage. Chưa massage. Cái tính năng đấy khá là hay nhưng mà lúc mua em không được đặt cái option đấy. Nên là chắc là sắp tới sẽ nghiên cứu để lắp thêm cái option làm massage. Đấy, anh bảo rồi, anh vẫn cứ cay cú là tại sao mình mua cái xe đắt gấp 3 lần của nó. Anh vẫn đề nghị là các ông phải xem lại. Nói chung hơi xem thường mình. Cái cam 360 của xe Mẹc thì nó tương đối là nét. Không góc chết luôn. Bình thường là các xe khác toàn chết vào các điểm này, các điểm ghép, không có chết, càng đẹp.
Anh đánh giá dòng Cam 360 của mẹ còn ngon hơn cả Rolls Royce, Porsche, kể cả BMW luôn. Đây, ví dụ như em cho anh xem mấy cái tính năng của AMG vậy. Cái tính năng này là nó chỉ cho mình sử dụng ở nơi mà nó đoạn đường xung quanh này nó không có đường đua nên rồi. Ví dụ mình vào trường đua Đại Nam chẳng hạn thì mình sử dụng cái tính năng này, nó sẽ cho phép mình đo đạc các thông số như là cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, hoặc là mình chạy mấy cái vòng đấy nó sẽ đo được cái thời gian chạy của mình. Cái individual này thì nó sẽ xa xa. Cái này là từ dẫn động này. Do mình tùy chọn dẫn động. Tức là nó tách hết ra này. Có ngả thêm được nữa không? Hình như không đúng không? Cái hàng ghế sau thì nó chỉ có gập thôi chứ không có quy trình được. Đây là cái phía trước là em lùi khá xa là phía sau rồi đấy. Đó, em là chân dài, chân em cao mét mấy? Em cao mét 81 cơ. Thì anh ngồi phía sau có thoải mái không ạ? Đấy, anh ngồi bên này ok mà. Đây này, ví dụ khoảng giữa chân vẫn còn từng này. Nói chung không vấn đề gì. Chống đầu cũng vậy. Nhưng mà anh thì anh vẫn muốn là cái ghế này nó phải ngả thêm một chút nữa. Đây, về tỉ tay, nói chung xe này dành cho người ngồi trước. Điều hòa con này là 4 vùng độc lập này. Cửa gió hàng ghế sau, trụ B có hết, tai xi. Nói chung là những dòng này ấy, cái phần hưởng nhiều nhất là dành cho người ngồi trên rồi. Quả màn hình head up display kìa, nó to gọi là bằng căn biệt thự luôn. Thằng này nó có cả chế độ chạy đường ấy á, sun đây, trail này, đường trơn này, cát xoay đây, comfort này, sport plus này. Mãi nó sang đâu, nó chuyển. Đua đường phố ở Việt Nam thì con này không ngại con nào cả. Không ngại con nào? Vì con những, nào cái, những cái xe nó mạnh hơn thì gầm nó thấp hơn. Nó không đi được đường xấu đâu anh. Cái xe hôm nào, gạ, hay là hôm nào gạ KN, KNS nhỉ? KNS. Đúng rồi, KNS, chứ đây, đường này rất ngon này. Trong mặt đấy. Ở đây anh mới để comfort thôi nhá. Rồi ví dụ Dynamic Pro xem, em thử sao Pro xem nó cứng không. Này đâu phải kè, đâu kèm post gì đâu nhỉ. Ở đây anh thử dùng cái chức năng hỗ trợ làn đi. Con này set cái là set từ 0 luôn này. Bật luôn từ 0 này và nó mặc định là sẽ nhận này. Đấy, hỗ trợ đánh lái chủ động này. Đây nó tăng này, ví dụ cài 60 nó lên này. Đấy nó tự lên đấy. Ôi giời ơi, tự lên này. Đấy, đi tự lên ở Việt Nam rồi. Tự lên. Sport Plus. Thông thường là với những dòng xe bình thường ấy thì nó sẽ là khoảng 0.4, 0.5G là ok. Người sẽ không bị say. Con này nếu mà lên ở góc cua của nó 1.5G là quá kinh. Thử xem. Con này không hiểu là nó tune kiểu gì mà chạy để sang sport nó chạy như, kiểu như hộp số, gần như là hộp số ly hợp kép ấy. 0.2 này. Tầm này vẫn chưa khó chịu. Nhưng mà sâu ga cái. Đó, tầm trên 0.5 là bắt đầu là người nó hơi giật đúng không? Nó có cái này để mình biết. Đi qua G êm. Mâm 22 mà vẫn êm. Thông thường nó giật này, chỉ có 0.5 nếu mà lên nữa. Trọng. Cái individual anh xem cái thông số của em một chút được. Anh chuyển về individual. Đây rồi. Dạ mày vào cái bánh răng này. Ví dụ em sẽ chọn dẫn động là gì? Sport này, đúng rồi. Chọn hộp số. Vẫn D là ok. Dynamic. Bình thường em đang để Advan. Advan. Khung gầm là comfort chuẩn luôn để đi phố. Nhưng xả khí là phải powerful hay nghe kêu. Nhưng mà bóng khí ở Việt Nam em đi em có ngại không? Không, em thì thấy trên những cái dòng xe to thì bóng khí nó sẽ bền hơn những cái dòng xe bé như xe C với GLC có thể nó hay hỏng. Nhưng mà em thấy cái xe GLE, GLS với xe S thì
nó cũng khá là bền đấy chứ, nó phải đi 5-6 năm thì nó mới hỏng. Mà mình đi xe cũng không đi lâu được đâu. 3 năm thôi. Như kế hoạch nâng cấp là gì? Nếu mà trong tương lai thì có thể là em sẽ mua một chiếc xe sport thấp thấp như kiểu 911. Nếu mà có 911, nếu mà có điều kiện thì mình sẽ mua 911. Nếu mà sedan thì mình sẽ mua xe S2022. Thôi 911 với làm con Kia Carnivan đi gia đình. Nếu mà lên thì để mà nói mà lên thì lên bao nhiêu chứ được. Đấy, nhìn được. À, thật, nó sẽ khác là cầu sau đẩy này. Ga và mức ga bao nhiêu đọc hết. Hết ga. Ấy. Ấy. Ôi đỏ lòm phía sau rồi. Đấy mình nhìn G rồi. Mọi người nhìn này, phanh này, nó sẽ dồn phanh bánh trước nhiều hơn này. Đấy, phanh bánh trước nhiều hơn này. Cái hệ thống dẫn động cái xe này nó là 4MATIC nhưng là Plus. Nó sẽ phân bổ cái dẫn động cho 4 bánh. Nó tùy theo điều kiện. Tùy theo điều kiện và nó ưu việt hơn cái 4MATIC thường. Đúng rồi. Lên. Woo, sô. Khoảng đẹp. Đấy, khoảng 75-25 đấy đúng không? Mình nhìn đây là mình biết mà. Rồi, ok, thank you em nhá. Anh em mình hẹn cái hôm nào mà trường đua Mỹ Đình mở lại đi nhá. Lốp của nhà trồng được mà lo gì,